Bơi được. Linh bơi được không? Bơi được. Bơi được. Em bơi được. Em sẽ không chết đuối. Một tay. Ôi. Chúng ta ra đây nhưng mà em cũng sống lớn nhất. Nhìn rất nhìn mầm mắm lo âu. Có thế nhỉ? Lên tàu đầu tiên lại là một cô bé không biết bơi là Ngọc Linh. Phải rất là khâm phục ý chí quyết tâm của Ngọc Linh, mặc dù Linh rất là sợ biển. Các chị em bị vướng ở cái thang, leo lên khá là mệt. Bóc dáng của các chị rất là cao, tay chân rất là dài, nó cũng là một cái bất lợi. Cho nên là khi mà em leo lên thì em leo rất nhanh, em lên đầu tiên. A few moments later. Kết quả hội thao của bộ phận bảo đảm buổi chiều ngày hôm nay đã thể hiện rõ sự quyết tâm của các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều kiện thời tiết trên biển hôm nay gió rất lớn, sóng rất to và vị trí tiếp cận tàu rất khó khăn. Cả 5 đồng chí đều đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Qua theo dõi các nội dung, đồng chí thực hiện tốt nhất buổi chiều ngày hôm nay là đồng chí Ngọc Linh. Lý do thứ nhất, đồng chí Linh khi về đơn vị thực hiện nhiệm vụ bơi có hơi kém so với đội hình. Tuy nhiên buổi chiều ngày hôm nay đồng chí rất là cố gắng. Và các đồng chí cùng thực hiện nhiệm vụ cũng thấy, khi đồng chí tiếp cận được vị trí thang dây thì đồng chí là người leo lên bom tàu nhanh nhất. Và để chờ đồng chí đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ với mình thì đồng chí chưa tiến hành cắm cờ ngay. Em chờ các bạn của em. Sau giấc ngủ, sản xuất bởi Viettel Media.